Kính thưa các vị đồng tu, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về phần bài học hôm trước tiếp theo. Kính thưa các vị tu sĩ, các vị cư sĩ tại gia, các vị chư tăng ni, các vị chư thiên, các vị trong cõi lục đạo luân hồi, sáu cõi luân hồi và các vị Phật và Bồ Tát. Hôm nay tôi sẽ giảng về phần hôm trước chúng ta vừa nói về bài giáo pháp kinh điển của Phật A Di Đà. Hôm nay chúng ta sẽ học về phần vô lượng thọ. Như các vị đã biết, hôm trước chúng ta nói về Phật A Di Đà là vị Phật là giáo chủ cõi Ta Bà. Ở cõi tịnh độ đó là gồm có các Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, hay chúng ta còn gọi là phàm phu chúng ta còn gọi là Tây Phương Tam Thánh. Tây Phương Tam Thánh là giáo chủ ở Tây Phương Cực Lạc. Kính thưa các vị, trên kinh đã nói ngũ pháp như thị tác, như thị thuyết, Như Lai sở diệu, diệt ưng tùy hành, chẳng tu phước thiện, cầu sanh tịnh sát. Phước hợ thị văn, đệ tứ thập nhất, nhĩ thời thở tôn, nhi thế tụng việt, nhược bất vãng tích tụ, phước huệ, ưu thử chánh pháp, bất tăng văn, dĩ tằng cúng dường, chư Như Lai tắc na hoan hỷ, tín thử sự ác diệu, ác liệu giải đãi, cập tề kiến nan tính, Như Lai vi diệu pháp, thí như manh nhân hàng sự ám, bất năng khai đạo, kê cơ hoa lộ, di tằng ư Phật, thực chúng thiện cứu thế chí hành, chí hạnh phương năng tu văn dĩ thọ trì, cập thư tả đọc tụng tán diễn tinh cúng dường, như thị nhất tâm cầu tinh tịnh phương. Và bài kinh điển này thì Như Lai nó muốn nói với chúng ta là như pháp ngã thị tác thị thuyết, Như Lai sở diệu sở hành, diệt ưng tùy hành, chẳng tu phước thiện, cầu sanh tịnh sát. Chúng tu phước thiện, cầu thay tịnh sát, có nghĩa là Như Lai muốn nói, muốn gợi gắm là ngã như thị tác, như thị thuyết, có nghĩa là người nào niệm Phật thì được như thuyết giảng, như được sao? Được Như Lai thành diệt ưng tùy hành, chẳng tu phước thiện, cầu tịnh sát. Cầu tịnh sát là cầu về Tây Phương, cầu về quảng sinh nơi Tây Phương. Phước huệ văn tế đức thập nhân là phước huệ thủy văn tế đức thập nhân, nhĩ thời thế tôn, nhi tụng việt là tụng quyết, là viết về kinh điển giáo pháp, về nhị thế tôn, về thế tôn là đức Như Lai, hay còn nói cách khác là Phật. Chúng tu phước thiện là thế tôn muốn chúng ta tu phước thiện, phước lành, phước đức, và đó chi đã cầu tịnh sát, tất nhiên là tịnh sát trong phước của hệ, mà phước hệ được sinh ra từ việc là chúng ta hành thiện tích đức là vừa thiện thập thiện nghiệp. Thì các bài giảng kinh điển phía trước tôi đã nói qua, các bài giảng kinh điển thì các vị có thể xem lại ở các video clip phía trước mà tôi đã nói. Việc tu thập thiện là đỡ tu thích đức, tích đức của chúng ta sẽ được cầu sanh về cõi tịnh độ, là cầu sanh về Như Lai. Mà tôi nói là nhất tâm chánh niệm là một lòng hướng về
là hướng về về niệm, mà niệm niệm chính là niệm hồng danh. Phước thiện thủy văn đớ đớ đức thập nhất nhĩ thớ tôn như tụng việt nhược bất quản tích tu phước huệ ư thử chánh pháp bất năng quan dĩ tăng cúng diện như như là tắc năng hoan hỷ tín thử sự. Thử sự là gì đó? Thử sự là việc mà việc mà ư thử pháp quan tăng dĩ tăng cúng dường chư Như Lai, có nghĩa là chúng ta nếu nếu cúng dường tam bảo chúng ta sẽ được rất là nhiều phước đức và được rất nhiều nhiều thiện căn. Vì vậy mà việc thiện căn gieo lành gieo ở đây là gieo vừa thiện vừa phước. Như vậy thì việc phước và thiện căn là một đỡ là mục đích để đi đến cõi giới của Tây Phương. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta tích được nhiều phước đức thì chúng ta sẽ dễ dàng đi đến cầu sanh bị quốc hơn. Việc cầu sanh bị quốc là một việc hết sức vô cùng khó khăn. Vì sao mà khó? Vì trong tâm, vì ở nơi đó là thân tâm phải thanh tịnh, không một chút không thiện, điều thiện lành mà chúng ta không có là khó mà về với cửa Phật. Vì vậy mà khi mà chúng ta về với cửa Phật, điều đó có nghĩa là khi chúng ta thân tâm thanh tịnh nhất và thân tâm thanh tịnh thì chúng ta mới được vãng sanh. Vì vậy vãng sanh ở đây là tôi muốn nói đến là các vị đã sao đã gieo trồng các phước đức căn lành ở từ kiếp trước qua chi vậy mà từ các kiếp trước mà vì vậy mà đến hôm nay chúng ta mới thành tựu được. Phước hợ thủy quang đỡ tức thập nhất nhĩ thời thớ tôn nhi thế tụng việt nhược bắc quảng tích tụ phước hệ ư thử chánh pháp bất năng văn dĩ tằng cúng dường như chư lai tắc năng hoan hỷ tính thử sự ác liệu giải đại cấp tài kiến. Điều này có nghĩa là việc cúng dường Như Lai là vô cùng to lớn. Vì vậy mà việc cúng dường hoan hỷ chúng nếu chúng ta tắc năng hoan hỷ thử sự ở câu kinh này là gì? Câu kinh này là tắc năng hoan hỷ tính thử sự là việc mà chúng ta thường xuyên làm việc hoan hỷ với người với vật thì chúng ta sẽ được rất nhiều cái sự vui. Thử sự ở đây là sự vui, sự lạc, tắc năng hoan hỷ là sự cho đi, sự sao cho đi trong niềm không có tôn tính trong lòng. Điều này có nghĩa là hoan hỷ là sự vui vẻ và vui vẻ và vui vẻ và sao về tội nghiệp tự sự chính là tất năng. Và điều này có nghĩa là tất năng là điều tất yếu, giống như câu tất năng thắng số là câu nói của phàm phu chúng ta thường hay nói, đó là tất năng thắng số. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta làm những việc phước đức nhiều thì chúng ta sẽ được vượt qua số phận của mình. Số phận sao? Số phận điều đó có nghĩa là số phận của mình không tốt thì sẽ vượt qua được số phận đó và đi đến kết quả tốt nhất. Chính như vậy mà tất năng họ hoan hỷ tính thử sự ác liệu giải để đại cập tài kiến. Ác liệu cập giải đại cập tài kiến là có nghĩa sao? Là sự việc mà việc mà chúng ta tài kiến, chúng ta sao? Chúng ta không cho gọi là chấp mơ bất ngộ thì điều đó có nghĩa là chúng ta đã bị giải đại, là có nghĩa là không thể nào đại, và đại ở đây chính là những việc không thiện. Vì vậy mà chúng ta sẽ bị sao? Sẽ bị không tốt, điều không tốt. Thì vậy mà phàm phu chúng ta nên để ý việc hoan hỷ tính sự, tâm thử sự, việc này sẽ làm cho chúng ta sẽ càng thêm giải đãi và sẽ đỡ tài kiến hơn. Vì vậy mà việc tài kiến thì sao? Tài kiến thì tôi đã nói cái bài dẫn kinh điển thuyết pháp trước là tài kiến ở các video clip trước thì việc giải đãi tài kiến thì chúng ta sẽ
sẽ hiểu tăng thêm sự tài kiến của mình về qua bị đọ qua ba đường ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Và sau khi trở nên làm thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi thì chúng ta lại làm người là bị sao sinh ra trong gia đình tà kiến và sao nịnh hót. Vì vậy mà trong kinh, như theo kinh nhân quả của thì Thế Tôn đã nói, theo kinh nhân quả đã nói thì sao, người nào được làm tà kiến thì sẽ sinh vô ra gia đình tà kiến. Vì vậy mà chúng ta không nên tà kiến ha. Vì vậy mà chúng ta sẽ giải đãi, là có nghĩa là không được đãi. Vì đãi thì khi mà chúng ta đãi thì tất nhiên chúng ta sẽ rước vào phần tà kiến. Và điều này kinh nhân quả đã nói cho chúng ta, trên kinh đã nói, Đức Phật đã nói, những ai mà sao mà tà kiến bị bán thì điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ bị đọa vào tàm ác đạo. Mà tôi đã luôn nhắc các quý vị đồng tu rằng chúng ta không được tà kiến. Vì vậy mà tuyệt đối không được tà kiến. Đấy, các vị đồng tu nên chú ý điều này. Quý, việc tà kiến là trong tương lai của chúng ta sẽ bị sao? Bị đọa vào ba đường ác, đó là tam ác đạo ha. Tam ác đạo thì sẽ không tốt. Vì vậy mà các quý vị Phật tử, các đồng tu, tăng ni và các chư thiên nên chú ý, nên xem xét cẩn thận ha. Cẩn thận quý. Vì vậy nên kính Như Lai vi diệu pháp thí như manh nhân hàng sự ám, bất năng khai đạo cơ thơ lộ. Bất năng khai đạo cơ thơ lộ thì sao? Năng tính Như Lai vi diệu pháp có nghĩa là khi chúng ta tính là tất nhiên thọ ai thọ Như Lai là bậc giác ngộ. Vì vậy mà gọi là thọ, thì việc thọ Như Lai là việc này sao? Việc này sao? Quy diệu pháp pháp ở đây nói về phần phước đức, và không phải là nói về pháp hay là nói về pháp của Như Lai, mà nói về phước đức. Diệu pháp có nghĩa là chúng ta sẽ được nhiều phước đức và vì sự màu nhiệm của ai, của kinh điển của pháp Như Lai thì sẽ hiện ra được thân tâm như rất là thanh tịnh. Và từ đó cánh cửa nhà Phật của chúng ta sẽ mở ra và đón quý vị trong tương lai sẽ trở về với Đức Phật. Vì vậy mà Đức Phật sẽ hoan hỷ các quý vị, và quý vị sẽ tránh được thoát khỏi vòng lục đạo luân hồi, là không được trở về sanh về cõi ác. Sanh về cõi ác là của ai? Của tam đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Còn tam đạo, tam ác đạo, lục đạo thì các video clip ở các bài giảng kinh điển và thuyết pháp trước tôi đã giảng, thì các bạn hãy các vị hãy xem và xem lại và biết thế nào là lục đạo luân hồi, thế nào là tam ác đạo, thế nào là cõi giới địa ngục, trong lục đạo luân hồi của mình có cõi giới địa ngục mà các bài giảng kinh điển trước tôi đã giảng là về cảnh giới địa ngục. Cảnh giới địa ngục là từ đâu mà có thì các vị cũng nên xem lại. Cảnh giới địa ngục là từ tâm chúng ta sinh tưởng ra, và từ đó chúng ta sẽ đi sao, sẽ bị cảnh giới địa ngục này luôn giữ chúng ta lại và sao, và sẽ không bị thoát ra được. Nếu chúng ta thoát ra cũng quay trở lại. Vì vậy mà các vị đồng tu nên lên hết sức tỉnh táo và ghi nhớ không được rơi vào cảnh giới địa ngục, vì cảnh giới địa ngục vô cùng khủng khiếp. Di tư di tằng ư Phật thực chúng thiện cứu chi hạnh phương năng tu văn dị thọ trì gặp thư tả đọc tụng tán diễn tinh cúng dường như thị nhất tâm cầu tinh phương quyết định năng sang cực lạc quốc. Giả sử lại hơn mạng tam thiên thừa Phật y đức tất năng siêu Như Lai thâm quảng trí hưu hải di Phật chữ năng hải tri thanh văn ức kiếp tư Phật trí. Thanh văn ức kiếp tư Phật trí, câu này trên kinh nói như thế nào? Là thanh văn không phải là thanh văn là sao? Hôm lúc trước tôi đã giảng nghĩa về kinh thanh văn. Thanh văn là
là người siêng đọc tụng, siêng học hỏi, siêng lạy lỡ của ai, siêng lạy lỡ của Pháp Thế Tôn. Vì vậy mà hàng thanh văn được xếp vào là hàng thanh văn được thước vào ức tư kiếp Phật trí, sẽ người này sẽ sao, sẽ rất minh mẫn trí tuệ, minh mẫn ha, với Phật giữ Phật năng tri, Như Lai tham quản trí huệ, trí huệ hải này là thần thông quảng đại ha, thần thông quảng đại của trí huệ này là chúng ta sao, chúng ta là người phàm phu thì không thể nào có khả năng của lục thông ha, thai tâm thông và nhĩ thông, thiên nhĩ thông. Nhưng các Phật Bồ Tát và A La Hán thì sao, là người đã thoát khỏi niết bàn, người đã thoát khỏi lục đạo luân hồi thì trở nên có những năng lực này. Vì vậy mà chúng ta một đời tu hành là một đời đỡ quyết định vãng sanh, và từ đó chúng ta sẽ có những thần thông này. Vì vậy mà Như Lai thâm quảng trí huệ hải, di Phật giữ Phật năng tri, tham thanh văn ức kiếp, tu Phật trí, tâm kỳ thần lực nản năng trật. Thanh văn ức kiếp, tu Phật trí, điều đó có nghĩa là hàng thanh văn thừa thì sẽ tu rất là nhiều ha, tu nhiều rồi sẽ đạt chánh quả. Vì vậy mà sao, vì nhờ sự tích lũy công đức mà đạt được chánh quả. Nên tôi muốn nói các vị đồng tu rằng, nếu chúng ta một đời tu tập thì một đời sẽ đạt được kết quả tốt cao ha, và đạt được chánh quả. Việc đạt chánh quả này mà trong kinh các kinh điển tôi đã nói qua là đó là kinh Nhân Quả, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Kính và kinh Địa Ngục cũng đã nói việc mà chúng ta có kết quả là từ bất thối chuyển. Bất thối chuyển này ở đâu là sao? Bất thối chuyển là không chuyển. Không chuyển có nghĩa là khi các vị đã đạt được chứng của quả nào ở trong nhà Phật của chúng ta thì quý vị sẽ giữ nguyên về quả vị đó và sẽ truyền lại các đời vị lai tiếp theo. Có nghĩa là sau khi quý vị đã trở thành, nếu quý vị chưa thoát được thì quý vị có thể đào thai vào và sinh vào nhà có khả năng của Phật Pháp. Vì quý vị đấy là từ trong muôn ngàn muôn ức kiếp đã gieo trồng với căn lành với Phật thì quý vị sẽ được tái sinh và sẽ được tiếp tục tu tập và sẽ được giữ kết quả cao hơn. Chẳng hạn tôi nói ví dụ lúc trước quý vị đã đạt được kết quả nhập lưu. Quả nhập lưu là chứng ngộ cho quý vị để quý vị được chuẩn bị sắp sửa bước vào cánh cửa Phật. Thì cánh cửa Phật này là cánh cửa của tịnh độ thì việc quả nhập lưu này là mới minh chứng cho quý vị. Nhưng quý vị chưa thoát được khỏi vòng luân hồi, có nghĩa là chưa thoát được khỏi lục đạo, đó là cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Như vậy thì chưa thoát được, quý vị vẫn phải tái sinh. Như vậy thì việc nhập quả nhập lưu này là quý vị vẫn còn tái sinh vào cõi luân hồi để chịu quả nghiệp của mình để mà dẫn dắt tới. Thì việc mà quý vị tái sinh thì quý vị sẽ được cái quả mà lúc trước quý vị đã đạt. Ví dụ quả nhập lưu thì quý vị sẽ còn quả nhập lưu, và từ quả nhập lưu đó quý vị tu thêm. Vì nếu mà trải qua nhiều đời nhiều kiếp qua, quý vị sẽ tu thêm. Vì vậy mà sẽ được các quả cao hơn, chẳng hạn như A Na Hàm và Tu Đà Hàm thì quý vị sẽ cao thêm. Và từ đó qua chúng quý vị sẽ trở thành bậc A La Hán. Mà A La Hán thì vẫn còn và để thoát khỏi vòng sinh tử, nhưng quý vị vẫn còn trong thị chúng của chốn nhân gian phàm phu. Chúng quý vị vẫn phải ở trong nhân gian để làm chi, để tiếp tục khổ độ chúng sinh ha, khổ độ chúng sinh, mang kinh điển Phật khác và để truyền lại cho chúng sinh ha. Chúng sinh để thoát khỏi sao phục vụ. Quý vị, nhiệm vụ của quý vị là nếu mà bậc A La Hán và Bồ Tát thì là nhiệm vụ là thoát độ của khỏi chúng sinh để làm chi, để mang cho chúng sinh nhiều lợi ích, niềm vui hỷ lạc. Đó là nhiệm vụ chính để thoát khỏi cảnh khổ đau của con người là sáu cảnh luân hồi ha. Quý vị vẫn phải trải qua nhiều nhiều lần như thế
đã đạt tới bậc A-la-hán rồi, tiếp theo quý vị sẽ đạt tới bậc Bồ-tát, thì quý vị vẫn còn thị chúng trong nhân gian ha, vẫn còn ấy, chưa thoát về Tây Phương, chưa vừa thoát, chưa vừa trở tới cõi Phật, thì quý vị vẫn còn là thị chúng. Thì nghĩa mà bậc Phật Bồ-tát thì chúng mà quý vị vẫn phải mang thân hình ha, thân tứ đại, thân tứ đại mà tôi đã nói trước vừa các bài giảng kinh điển trước là thân tứ đại ở đây là đất nước gió lửa ha, để tạo nên và tinh thần tâm trí và tịnh. Từ đó mà quý vị mới đạt được kết quả cao nhất. Việc mà Bồ Tát ở nhân gian này để chi? Để thị chúng cho chúng sinh mà trên kinh điển của Đức Phật đã nói ha. Kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng thì và kinh các kinh nhân hậu nhân quả hoặc là cái kinh của Địa Tạng thì vẫn nói là Phật và Bồ Tát là vẫn thị hiện trong chốn nhân gian ha, vẫn còn trong chốn nhân gian để làm chi? Để cứu giúp chúng sinh ha, cứu giúp là vì vậy mà nhưng mà vẫn mang thân người, nhưng mà sao cho tâm trí của họ thì đã là bậc giác ngộ ha. Bậc giác ngộ thì điều đó có nghĩa là giác ngộ, mà giác ngộ là gì? Giác ngộ chính là giải thoát, mà giải thoát là gì? Là quý vị đã thoát vào được khỏi vòng sinh tử, có nghĩa là mặc dù ở trong pháp phàm thế gian nhưng mà vẫn còn vẫn tiếp tục để phục vụ cho chúng sinh là sao? Phục vụ cho chúng sinh để đạt được bậc giải thoát. Điều đó mà tôi muốn nói với lại, điều đó mà tôi muốn nói với các vị đồng tu rằng hãy cố gắng tinh toán tu tập để làm chi? Để chúng ta một ngày càng được giải thoát, càng được giác ngộ để trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, để quý vị trong tương lai là mọi những vị Phật trong các ngày ứng kiếp trở thành những vị Phật ha, trở thành những vị Phật để làm chi? Mục đích là để phục vụ phổ độ cho chúng sinh. Vì sao mà tôi nói là trong tương lai quý vị sẽ trở thành vị Phật? Vì nếu quý vị tinh tấn và không thối chuyển này là giống như bất thối chuyển ở trên các kinh điển mà nhà Phật của chúng ta đã nói ha, thì việc mà bất thối chuyển này là không thối chuyển, có nghĩa là thân tâm là một ha, nhất tâm một lòng, nhất tâm niệm Phật để làm chi? Để thoát khỏi luân hồi. Nhưng mà tôi đã từng giảng các bài giảng trước mà các kinh điển đã nói qua, thì việc chúng ta lưu giữ lại để việc bổ sung thêm kiến thức mà giáo lý nhà Phật và các giáo lý của các tôn giáo khác đã nêu, và từ đó chúng ta sẽ giải thoát giác ngộ để phục vụ cho nhân loại, phục vụ cho chúng sinh. Mà tôi đã từng nói cho các bạn là các vị đồng tu là nên cố gắng tinh tấn tu tập, vâng, tích lũy công đức. Một khi tích lũy công đức xong là các vị được nên các phước duyên và các vị được gặp thiện tri thức. Mà thiện tri thức là ai? Thiện tri thức là những người giảng pháp ha, giảng pháp, giảng kinh điển ha, và những người sao? Những người thiện tri thức là những người giảng pháp, giảng kinh điển, giảng cho quý vị sẽ nghe ha, để quý vị được hiểu được pháp lý của kinh điển và quý vị được mở mang ra, trí tỏ ra, niêm mị được sao? Được chứng đắc các quả vị cao, chẳng hạn quả vị cao nhất ha, quả vị cao nhất. Điều đó có nghĩa là quý vị phải có tinh thần tôn sư trọng đạo. Tôn sư trọng đạo là sao? Là quý vị gặp các giảng sư, các vị sẽ phải sao? Tôn trọng họ, phải không? Và còn phải sao? Tôn trọng họ, còn phải tôn kính Tam Bảo. Tam Bảo ở đây là Phật, Pháp, Tăng. Phật, Pháp, Tăng là Tam Bảo. Vì vậy mà các vị sao? Các vị giảng sư, pháp sư, vừa thuyết giảng kinh, thuyết pháp của kinh điển là công đức của họ vô cùng to lớn. Vì vậy mà quý vị không được xúc phạm họ, đúng không? Thì đó là dĩ nhiên tôi muốn nói với quý vị đồng tu rằng tuyệt đối các vị phải tuyệt đối nên tránh. Trên kinh này rất rõ nè, trên kinh này nó rất rõ, tôi đọc lại cho quý vị nghe. Tất năng hoan hỷ trí thử sự ác liệu giải đại cặp tà kiến. Tà kiến ở đây là không được
phát biện chấp trước ha. Nếu chúng nếu quý vị tà kiến mà ấy thì sẽ bị đọa ba đường ác, rất là nguy hiểm nha các quý vị. Nên quý vị đồng tu nên nhớ việc mà chúng ta sanh tâm khởi tâm thì chúng ta sẽ bị trong tương lai, sau khi thọ hết dương thọ thì chúng ta sẽ bị, để từ tên kinh điển của Vô Lượng Thọ đã nói. Mà kinh điển thì không sai, họ không nói dối. Kinh điển là sao? Kinh điển là giáo pháp mà của nhà Phật đã truyền dạy, thì không ấy. Nên các vị đồng tu nên hết sức lưu ý. Cuối cùng tôi xin chúc quý vị được một nghe tiếp các bài pháp này và bài kinh điển này thì quý vị được khai thông trí tuệ, tu hành tinh tấn, tu tâm hành và được sau này đạt được quả vị cao nhất để phục vụ cho lợi ích chúng sinh, phục vụ cho nhân loại. Kính thưa các vị đồng tu, các vị tăng ni, các vị chư thiên, các vị lục đạo luân hồi, hôm nay bài học của chúng ta đến đây thôi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các video clip tiếp theo.